Hello nhé, xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay tiếp tục mình lên một mẫu mới nha. Đó là một mẫu mới kệ tivi 2 tầng nha anh em. Kệ tivi 2 tầng có đóng hộp ngăn kéo nha anh em, hai hộp nhé. Hai kệ tivi này là chất liệu gỗ gõ đỏ nhé. Kệ này thì mình có sẵn, anh em nào chơi có thể mình giao ngay cho anh em. Trong vòng một tuần nhé, ra luôn cho anh em nhé. Tết tới rồi thì anh em nên sắm một kệ về để trong nhà để trưng cho anh em. Mình đi vào chi tiết cho anh em nhé. Mặt dưới á, thì chiều dài là 2m95 nha anh em. Mặt dưới kệ dưới là 2m95, còn bề rộng là 45 phân, bề dày 10 phân. Còn hai hộp tủ thì vuông là 50 42, còn kệ bên trên nó sẽ là dài 1m50, rộng 42, dày 10 phân. Toàn bộ là nguyên khối đông đặc nha anh em, cam kết là hàng nguyên khối đông đặc cho anh em kiểm tra test đầy đủ bài bản quan. Anh em chiêm ngưỡng xong mình sẽ báo giá cho anh em nhé. Kệ tiếp theo, kệ thứ hai cũng cùng kích thước luôn nha anh em, kệ thứ hai này cũng cùng kích thước nhé. Chiều dài là 2m, thớt dưới là 2, kệ dưới là 2m95, rộng 45 phân, dày 10 phân, đông đặc nguyên khối. Còn hộp ở giữa, hai hộp ở giữa là 50 42, còn thớt cỡ bên trên là một dài 1m50, dày 10 phân, rộng 42 phân. Đó, anh em nhìn coi. Chất gỗ rất là đanh nhá. Cho nên em mới xịt nước đó. Chúng là hàng này hàng đẹp, anh em chơi thì rất là ok nhé. Đó. Hai thớt trên, thớt dưới nhá. Đó, anh em nhìn từ xa nhé. Hai kệ tivi này nguyên khối này em có sẵn nhá, nên là anh em nào chơi là em phải ra luôn trực tiếp cho anh em. Đó, anh em chiêm ngưỡng lại một lúc nhé. Thì giá thì em sẽ báo trực tiếp lên. Anh em nào chơi này em ship tới tận nhà là giá 19.500.000 nhá. Mọi ngày em bán là 22 triệu, nhưng mà hôm nay em có khuyến mại anh em là 19.500.000 một chiếc kệ gỗ gõ đỏ nguyên khối nhé. Hàng đẹp không tí vết đấy, anh em về chơi chỉ dùng thôi, kê lên mà xem thôi. 19.500.000 nha anh em, 19.500.000. Rồi anh em xem lại lần nữa, rồi anh em nào chốt đơn thì liên hệ số điện thoại 0985 nhé, 185936. Rồi em nhìn lại lần nữa, rồi em xin chào tất cả mọi người nhé. Hai kệ tivi 2 tầng nguyên khối đông đặc. Rồi em xin chào nha.